Xin chào tất cả các bạn, mình đang giảng đến cái chương về hóa đơn. Mình thấy đây là cái kiến thức cần thiết. Mình phát livestream lên để cho các bạn cùng theo dõi nhé. Đấy, sau cái ý các điều kiện được khấu trừ nhá, thì đến cái ý là hóa đơn thế nào là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Thì các em trả lời cho cô hóa đơn thế nào là hợp lý nào. Oanh nào, Oanh mã 11434. Cô bảo các em bật cam lên, sao cứ không bật cam thế? Nào, phải bám vào cho cô câu hỏi trọng tâm của cô là gì nhỉ? Bây giờ nói xét về tính hợp lý. Xét về tính hợp lý nhá, thì các cái hóa đơn đầu vào ấy thì nó phải nằm trong những cái quy định về chi phí hợp lý. Cô lấy ví dụ như bây giờ chúng ta mua một cái mặt hàng nào đấy mà nó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì nó có là hợp lý được không các em? Hay là ví dụ như cô mua các cái đồ cho gia đình mà bây giờ cô lại lấy hóa đơn về công ty thì có là hợp lý được không các em? Đấy, như vậy là mình sẽ xét về cái vấn đề là chi phí hợp lý thì nó phải là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế và nó phải nằm trong quy định của luật thuế thì cái hóa đơn đấy nó mới là cái chi phí đấy mới là chi phí hợp lý, đúng không? Đấy. Thế còn ví dụ như về hóa đơn đầu ra nhá. Hóa đơn đầu ra thì nếu mà bây giờ mình xuất những cái mặt hàng mà công ty mình không đăng ký kinh doanh thì có hợp lý được không các em? Đấy, thì khi nếu mà là hóa đơn đầu vào nhá, thì các em chú ý là những cái hóa đơn đấy là nó phải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nó phải nằm trong cái quy định chi phí hợp lý của luật thuế. Ví dụ như bây giờ chúng ta là công ty vận tải hay là chúng ta là công ty dịch vụ đơn thuần mà các em có những cái xe ô tô mà sau đấy thì chúng ta cứ đi lấy hóa đơn tiền xăng dầu bừa phứa về, đúng không? Đấy, thì bây giờ hóa đơn xăng dầu thế nào là hợp lý các em cũng đã được học rồi. Nếu là công ty vận tải thì nó phải nằm trong cái định mức của gì, của chuyến đấy, hay là của ví dụ như bây giờ chúng ta tính giá vốn theo chuyến, hay là chúng ta tính giá vốn theo hợp đồng, hay là chúng ta tính giá vốn theo đầu xe ha. Thì bây giờ cái xe đấy đi là mình phải có định mức, cái xe đấy là nó chạy bằng xăng hay dầu, và định mức của nó là 100 km thì sẽ là bao nhiêu nhiên liệu. Thì chúng ta phải dựa vào cái lịch trình của xe, cái cung đường của xe và cái định mức của xe thì nó mới có thể là hợp lý được, chứ chúng ta cứ lấy bừa phứa về thì làm sao mà gọi là hợp lý được, đúng không nào? Đấy, thế hay là công ty mình, như cô bây giờ cô có cái xe ô tô mà cô cứ đi xong cô cho mượn, cô cho đi loanh quanh xong bắt đầu cứ lấy hóa đơn về công ty có được không? Làm sao mà nó là hợp lý được, đúng không? Đấy, thì có nghĩa là đầu vào là nó phải nằm trong cái quy định về chi phí hợp lý của luật thuế nhá. Thế còn đầu ra thì ví dụ như bây giờ mình không kinh doanh, nhưng mà bây giờ cô thuê một cái tòa nhà, sau là cô không sử dụng hết, bây giờ cô cho công ty khác thuê, thì cô có xuất hóa đơn được không các em? Theo các em thì có được không? Ừ. Tại sao nhỉ? Đấy, giỏi quá rồi. Học viên Cố Quỳnh giỏi quá rồi đấy. Trả lời được cả những cái tình huống rất là hóc búa. Tóm lại là như cô thấy, như cô thấy các bạn đi làm ở bên ngoài là các bạn ấy hay bị mắc mớ. Xong là thậm chí có những bạn đưa lên trên các cái diễn đàn ấy mà có rất nhiều các kế toán đi làm lâu năm cũng cứ trả lời là không xuất được. Thì theo cô giảng thì là xuất được. Tại vì là sao?
mình không phải là mình thường xuyên xuất hóa đơn cho thuê văn phòng hay cho thuê nhà đúng không? Nếu mà bây giờ mình không kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng mà mình cứ thường xuyên xuất thì rõ ràng là không hợp lý rồi đúng không? Thế nhưng mà đây là vì công ty mình đi thuê văn phòng hay là công ty mình đi thuê kho, thuê xưởng mà bây giờ mình không sử dụng hết công suất thì có ai cấm là mình không được cho người khác thuê đâu. Chỉ cần là chủ nhà, chủ người cho thuê đất đấy người ta đồng ý là được đúng không? Đấy, thì vậy thì nếu mà bây giờ mà chủ nhà người ta đồng ý mình cho thuê lại thì mình có quyền cho thuê lại. Thế và khi mà mình cho thuê lại thì bây giờ mình được thu tiền. Mà bây giờ mình được thu tiền mà không cho mình xuất hóa đơn thì làm sao mà mình thực hiện nghĩa vụ thuế, có đúng không các em? Đấy, thế nên là không phải là cứ cái gì trong cái ngành nghề mình đăng ký kinh doanh thì mới được xuất hóa đơn. Mà đây là những cái tình huống mà mình phải xuất hóa đơn để mình thực hiện nghĩa vụ thuế. Mà khi mình xuất hóa đơn là để mình thực hiện nghĩa vụ thuế chứ có cái gì là sai đâu đúng không? Đấy, thế nên là ví dụ như trường hợp chúng ta thanh lý ô tô đấy, chúng ta có kinh doanh ô tô đâu mà chúng ta lại được xuất hóa đơn có đúng không? Đấy, thì các em đi làm là các em phải tư duy vấn đề như thế. Đấy, thì ví dụ như khi cô đi làm, cô bị mắc cái tình huống này này là vì cái công ty Bắc Hải đấy là công ty sản xuất và người ta có cho thuê cho một công ty khác thuê lại một nửa. Thế và tiền điện các thứ lúc ấy cô cũng mắc mớ lắm. Cô cũng bảo là bây giờ nhá, công ty của cô thì trả tiền điện cho bên điện lực. Thế mà bây giờ cô lại cho một bên khác thuê lại, xong người ta cũng phải chịu cái tiền điện đấy. Thì bây giờ cô phải được thu tiền đúng không? Đấy, thế mà bây giờ cô phải thực hiện thu tiền thì làm thế nào? Đấy, thì lúc đấy thì cô mới suy luận cái vấn đề rằng là ví dụ như bây giờ về cái xe ô tô, công ty mình có kinh doanh đâu mà khi mình thanh lý mình vẫn được xuất hóa đơn mà, có đúng không? Đấy, thế nên là cái bản chất ở đây là chúng ta không phải là thường xuyên chúng ta xuất cái đấy. Nếu mà bây giờ chúng ta không kinh doanh mà thường xuyên chúng ta xuất thì chúng ta mới gọi là xuất những cái mặt hàng đấy là chúng ta không đăng ký kinh doanh, thì là chúng ta hóa đơn đấy sẽ là cái mặt hàng đấy, kinh doanh đấy sẽ là kinh doanh bất hợp pháp đúng không? Thế nhưng mà đây là không phải chúng ta kinh doanh, mà đây là trong những tình huống quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng ta buộc phải xuất hóa đơn để chúng ta thực hiện nghĩa vụ thuế. Đấy, thì cô vận dụng vào cái vấn đề này và sau này quyết toán thì cô thấy nó ok, không có vấn đề gì. Và từ đó thì cô cứ vận dụng cô làm thôi và cô dạy cho các em là như vậy. Thế nên là bản chất ở đây là mình xuất để mình thực hiện nghĩa vụ thuế, nên là không có gì là sai cả các em nhé. Như vậy là hóa đơn thế nào là hợp lý thì các em đã rõ chưa nào? Thế còn hóa đơn thế nào là hợp lệ? Đúng rồi, chuẩn. Tức là trên một cái hóa đơn đấy nó phải có đầy đủ các cái chỉ tiêu theo quy định, theo thông lệ về xuất hóa đơn. Đấy, ví dụ như trước đây nhá. Hóa đơn khi mà chúng ta xuất hóa đơn ấy, ví dụ như từ cái chỗ chỉ tiêu ngày tháng này xuống đến bên dưới là tên người mua, tên người bán này, xong xuống đến bên dưới nữa là những cái hình thức thanh toán này hay là số tài khoản này, thì là chúng ta cũng ví dụ như trước đấy hình thức thanh toán là bắt buộc thì giờ hình thức thanh toán là không bắt buộc. Thì tóm lại là những cái chỉ tiêu nào là những cái chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn thì chúng ta phải có, đúng không? Thì nó mới là hợp gì được, hợp lệ được, đúng không? Thế hay là ví dụ một cái hóa đơn như ngày xưa mà viết tay thì không được tẩy xóa thì nó mới là hợp lệ được. Hay là một cái hóa đơn giấy nó không được rách nát, mất những cái chỉ tiêu cần thiết thì nó mới là hợp lệ được. Đấy, thì lúc này mình xét về tính hợp lệ là nó phải được xuất theo thông lệ, theo một cái quy định về thông lệ xuất hóa đơn thì hóa đơn đấy nó mới là hợp lệ được. Đấy, còn như bây giờ các em xuất hóa đơn điện tử thì nó không có cái tình trạng là tẩy xóa, nhưng mà nó lại có cái tình trạng là sai sót, đúng không? Sai sót thì chúng ta phải xử lý cái phần hóa đơn sai sót theo quy định. Ví dụ như hiện nay là đang được áp dụng theo thông tư 78, thì khi mà chúng ta xuất hóa đơn mà không may có cái sự sai sót thì chúng ta phải xuất
theo xử lý những cái sai sót đấy theo đúng quy định ở trong thông tư 78. Đấy. Thế rồi thì những cái chỉ tiêu ví dụ như là từ ngày tháng nhá, thì chúng ta sẽ có cái tình trạng là xuất hóa, ví dụ đứng ở góc độ là bên bán đi, thì cái ngày tháng đấy là chúng ta phải xuất hóa đơn theo gì? Theo đúng thời điểm. Theo đúng thời điểm xuất hóa đơn. Mà bây giờ các em xuất sai thời điểm đúng không? Đấy, hoặc là khi mà chúng ta nhận một cái hóa đơn, thì bây giờ cô lấy ví dụ như là ngày xưa cô bị mắc cái tình huống là cái ngày xuất hóa đơn đấy với ngày hợp đồng, ngày hợp đồng lại sau ngày xuất hóa đơn. Đấy, là vì cái thời điểm đấy là người ta có một cái quy định là đến thời hạn thanh toán mà không có chứng từ thanh toán thì là phải điều chỉnh giảm bỏ cái phần thuế đấy, và cái phần thuế đấy là không được khấu trừ. Thế nên là về sau, ví dụ như bây giờ mua vào tháng 1 thì lúc đấy cô lại không thấy có hóa đơn, cái hóa đơn đấy là trên 20 triệu, đáng lẽ ra là mình phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, thế nhưng mà cô lại không thấy người ta có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, mà trên hợp đồng thì lại ghi là thanh toán ngay sau khi nhận hàng. Đấy, thế thành thử ra là cô lại không thấy có. Thế về sau thì đến tận tháng 4 cô mới lại thấy có chứng từ thanh toán cơ. Đấy, thì trong tình huống này thì cô sẽ phải xử lý, điều chỉnh lại cái phụ lục hợp đồng, đẩy lùi cái thời hạn thanh toán của nó, đúng không? Đấy, thì lúc đấy cô lại nhờ một em học viên của cô là ngồi sửa lại hộ cô, cái bạn học việc ấy. Hồi đấy cô chưa có học viên mà cô chỉ có làm dịch vụ kế toán thôi, và cô tuyển các bạn học việc vào ấy, thì lúc này cô mới bảo bạn ấy là sửa lại cái điều ở cái phụ lục hợp đồng và đẩy lùi cái thời hạn thanh toán của nó lại. Thế nhưng mà bạn ấy lại đi, bạn ấy sửa của cô cả cái ngay ký hợp đồng mà cô lại không để ý được. Thế là cuối cùng ví dụ như đến lúc thả người ta vào quyết toán nhá, người ta thấy cái hóa đơn đấy là trên 20 triệu mà người ta lại không thấy có chứng từ thanh toán đâu, thì người ta sẽ loại bỏ cái phần VAT đấy của cô, đúng không? Thì cô mới giải trình rằng là cái hóa đơn này là hóa đơn thanh toán chậm, thì người ta mới yêu cầu cô là cung cấp hợp đồng. Đấy, thì lúc đấy cô cung cấp hợp đồng ra thì người ta soi vào cái điều khoản thanh toán thì là thanh toán chậm thật, nhưng mà cái ngày ký hợp đồng ấy lại là ngày sau ngày xuất hóa đơn. Thế là người ta biết thừa là chúng ta đang gì? Đang xử lý, đúng không? Đấy, thế nên là cái đấy người ta cô bị hớ hành cái đấy. Thế nên là làm mình nhiều khi không kiểm soát được hết đâu các em ạ. Thì những cái lỗi rất là nhỏ đấy, nhưng mà nó lại là một trong những cái rủi ro. Về sau các em mà làm dịch vụ kế toán của cô là cô phải dặn dò kỹ lưỡng lắm. Đấy, từ cái bắt đầu chỉ tiêu ngày tháng là cô cũng dặn dò các em là đối với đầu vào ấy là phải luôn luôn cùng hoặc là gì? Sau ngày ký hợp đồng. Đấy, cái ý đấy là cô phải đưa vào để cô dặn dò, không có là mình lại hớ hênh. Đấy, thế xong rồi đến chỗ ngày tháng đấy là bán ra thì lại phải là xuất đúng thời điểm, đúng không? Tóm lại là bên đầu vào là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta mua hàng thì lúc nào chả phải ký hợp đồng trước hoặc là cùng ngày, đúng không? Làm gì có cái chuyện mà lại hàng người ta xuất rồi, hóa đơn người ta xuất rồi mà lại sau đấy mới ký hợp đồng. Đấy, thì cái đấy ý đấy là chú ý này. Thế mới bán ra thì là chúng ta phải xuất đúng thời điểm nhá. Thì thế nào là đúng thời điểm, nắm được chưa? Hóa đơn thế nào là đúng thời điểm? Hóa đơn ở trong thông tư 78 nó có quy định rất là rõ về thời điểm xuất hóa đơn, đúng không? Ví dụ như đối với công ty dịch vụ thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Hoặc là nếu mà có phát sinh thu tiền trước thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm thu tiền. Nhưng mà không phải là cái gọi là tạm ứng đâu nhá. Tạm ứng nó khác. Nếu mà là chỉ là tạm ứng thì không phải là thời điểm xuất hóa đơn. Đối với công ty thương mại thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm mà chúng ta xuất kho bán hàng. Và lúc này là chúng ta mất quyền sở hữu và người mua được quyền sở hữu ấy, thì thời điểm đấy mới là thời điểm xuất hóa đơn. Thế còn ví dụ như trường hợp chúng ta chỉ là xuất để
ví dụ như bây giờ chúng ta bán hàng trên sàn thương mại điện tử ấy, mà bây giờ chúng ta bên sàn người ta bán hàng cho mình và người ta ví dụ như là sáng ngày hôm nay người ta bảo là sẽ chuyển sang cho người ta 10 cái áo để người ta xuất đi đúng không? Thế nhưng mà vì cái điều khoản bán hàng của chúng ta là cho khách hàng xem trước và người ta xem xong người ta ưng người ta mới nhận đúng không? Đấy, thì lúc này nếu mà bây giờ chúng ta lại xuất hóa đơn vào cái lúc mà chúng ta xuất kho đấy, thì lúc mà hàng gửi đi thì nhớ đâu khách hàng người ta xem người ta không ưng, người ta không lấy thì sao? Có đúng không? Đấy, thế nên là lúc này chúng ta mà bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì lại phải chờ khi nào mà có cái bảng kê, cái bảng kê của bên hàng bên sàn đấy, người ta thông báo là những cái mặt hàng nào đã chính thức được khách hàng chấp nhận thanh toán thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng kê đấy để chúng ta xuất hóa đơn đấy. Và như vậy là thường là sẽ là cuối ngày, cuối ngày người ta sẽ lập một cái bảng kê đấy, bao nhiêu mã hàng được chuyển đi và bao nhiêu mã hàng đã được khách hàng chấp nhận thanh toán, đã lấy nhận hàng đấy, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái đấy để chúng ta xuất nhá. Như vậy là thời điểm xuất hóa đơn đối với thương mại á, thì thông thường là chúng ta xuất kho bán hàng là chúng ta phải xuất hóa đơn đấy. Nhưng mà sau này đi làm thì nó sẽ gặp nhiều các cái tình huống, ví dụ như là chúng ta xuất gửi bán này đúng không đấy, hay là chúng ta xuất xuất thì nó có nhiều tình huống, xuất để tiêu dùng nội bộ này, xuất để trả thay lương này, xuất để trưng bày hàng mẫu này, hay là xuất để trưng bày hàng mẫu tại công ty, mấy cả xuất trưng bày hàng mẫu cho khách hàng trưng bày hàng mẫu, nó có nhiều tình huống. Thế rồi xuất hàng để cho biếu tặng, để cho vay cho mượn đấy, thì các em phải tìm hiểu rất là kỹ xem nào những cái tình huống như thế thì có phải xuất hóa đơn không đấy, và khi xuất hóa đơn thì có phải xuất thuế không đấy. Những cái kiến thức ở cái chương hóa đơn này này là các em cần phải nắm được những cái đấy, nó có rất nhiều tình huống. Thì ở trong cái chương các em học cái phần tổng hợp ở thương mại á, là cô đã dạy khá là kỹ lưỡng về từng trường hợp phải xuất hóa đơn đấy, đặc biệt là những cái như là mình xuất để biếu tặng thì nó lại có điều kiện này, không có xuất để khuyến mại biếu tặng nhá thì nó lại có là có điều kiện, không có điều kiện. Thế rồi có phải đăng ký với Sở Công Thương hay không phải đăng ký với Sở Công Thương đúng không? Thế hay là chúng ta ký hợp đồng xuất khẩu thì chúng ta lại thu bằng ngoại tệ, thì lúc này xuất hóa đơn có được xuất ngoại tệ không? Hay là có được thể hiện chữ nước ngoài bằng tiếng nước ngoài không? Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái kiến thức ở cái phần này các em phải nắm được. Đấy, thì cô đang giảng đến cái phần gọi là thông lệ nhé. Một cái hóa đơn là mình phải được xuất theo những cái thông lệ, quy định về thông lệ xuất hóa đơn. Đấy, thì từ chỉ tiêu ngày tháng này, xong xuống đến bên bán bên mua. Nếu mà khách công ty thì phải có tên địa chỉ mã số thuế. Mà lúc này tên địa chỉ mã số thuế thì là do người mua cung cấp cho mình, có đúng không? Người ta cung cấp thế nào thì mình xuất thế đấy thôi. Đấy, tại vì có những em lại còn đi tra xem nào, tại sao em thấy cái hóa đơn này bên em xuất cho cái bên này mà bây giờ em tra cứu em lại thấy tên của họ là thế này nọ kia. Thì các em không có thời gian đâu mà để đi tra như vậy. Bây giờ mình bán hàng là người ta cung cấp thông tin cho mình đúng không? Thế nên là khi mà các em là người cung cấp thông tin, các em phải hết sức là thận trọng. Mình phải ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế. Bởi vì sau này nha, có những công ty các em yêu cầu người ta hợp tác để người ta xử lý, ví dụ bảo là chị ơi thôi chết rồi, cái mã số thuế của bên em lúc trước em cung cấp sai đúng không? Người ta không hợp tác, người ta bảo bên em cung cấp thế nào chị xuất thế đấy. Nên là bây giờ người ta không hợp tác, người ta xử lý cho các em thì làm nào? Thì có phải là nó rủi ro không đúng không? Thế nên là khi mà các em là người cung cấp thông tin là phải hết sức thận trọng, ghi tên, địa chỉ, mã số thuế phải đúng đấy. Và những cái mà những cái từ viết tắt ấy, không phải là từ nào cũng được viết tắt
mà các em phải tìm hiểu xem những cái quy định về những cái từ viết được viết tắt. Bây giờ các em ví dụ cung cấp thông tin cho người ta, các em ẩu, các em lại viết, bây giờ viết thành ví dụ công ty của cô là công ty đầu tư giáo dục, thì bây giờ cái từ đầu tư giáo dục đấy đâu có được viết tắt đâu, mà bây giờ các em lại thấy nó dài quá, đúng không? Thế là cuối cùng các em lại viết tắt cho người ta cái từ đấy, người ta cứ bê thế người ta vào người ta viết thôi đấy. Thế nên là các em đáng lẽ khi mà các em cung cấp cho người ta như thế thì các em cũng phải dặn dò rằng là không được viết tắt bừa bãi đâu nhé, để cho nó an toàn cho cái chi phí của mình, đúng không? Thì đây đằng này các em lại còn không biết cái kiến thức đấy, các em lại còn tự viết tắt, các em cung cấp cho người ta đấy. Thế nên cái rõ ràng là lỗi do mình, hay là mã số thuế lại đi để viết sai thì đấy là lỗi do mình. Người ta mà hợp tác người ta sẽ xử lý, còn người ta không hợp tác người ta không xử lý thì cái đầu vào đấy của mình là nó rủi ro cơ, đúng không? Thế nên là các em phải hết sức thận trọng nhé. Thì khi mà chúng ta xuất, chúng ta là người xuất ấy, thì khách hàng cung cấp thế nào thì mình xuất đúng như thế đấy. Còn nếu là khách lẻ thì chú ý cho cô ở cái phần khách lẻ bây giờ, như trước đây là khách lẻ các em chỉ cần ghi là khách lẻ không giao hóa đơn là được, nhưng bây giờ nhá, ở trong cái thông tư 78 ấy là người ta quy định là phải có tên và địa chỉ đấy. Đấy, tên và địa chỉ. Còn về mã số thuế ấy, thì hiện nay là cô thấy có một bạn học viên của mình hôm trước là nói với cô rằng là họ đang bắt bẻ, họ bắt ghi mã số thuế. Thì em bảo rằng là khách cá nhân làm gì có mã số thuế, thì người ta lại bảo là bây giờ ai chả có mã số thuế. Có nghĩa là người ta lại đang nghĩ đến cái mã số thuế cá nhân ấy. Thì cô thấy rằng là cái điều này thì nó hơi vô lý. Bởi vì là khách bây giờ có phải là lĩnh vực nào cũng thuận tiện. Ví dụ như bên cô mà bây giờ bên cô thu học phí của các em thì chắc chắn bên cô đòi hỏi cái gì bọn em phải cung cấp cái đấy. Nhưng mà có những cái ngành nghề mà đặc thù khách lẻ của người ta không thể nào mà mình không thể nào mà đòi hỏi. Ví dụ như bây giờ nhá, nhà nghỉ đi các em, đúng không? Bây giờ mà cán bộ công nhân viên của mình mà đi thuê nhà nghỉ nhiều khi nó khó, đúng không? Thì bây giờ lại cứ đòi hỏi nhà nghỉ đấy, lại cứ đòi hỏi là cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế. Đấy, thì khách hàng người ta sẽ cảm thấy nó rất là ái ngại, đúng không? Và người ta sẽ hạn chế đến cái nhà nghỉ đấy, đúng không nào? Đấy, thế nên là nó rất là bất tiện. Đấy, thì cô thấy rằng là cái tên với địa chỉ thì bây giờ là bắt buộc đấy nhá. Thế còn mã số thuế thì cô chỉ thấy nó không có trong thể hiện trong cái quy định đấy, nhưng mà có một cái ý mà khi mà chúng ta sử dụng cái hình thức xuất hóa đơn trên máy tính tiền ấy, thì là cái đấy nó lại có yêu cầu là phải, nếu mà khách hàng, nhưng mà trong cái ý này nó lại có quy định là khách hàng yêu cầu thì lúc đấy chúng ta mới phải đăng nhập cái mã số thuế hoặc là cái hộ chiếu vào. Thì cái này cô thấy nó có một cái ý ở trong cái quy định về hình áp dụng cái hình thức mà bán hàng mà xuất hóa đơn từ máy tính tiền ấy, thì nó có cái ý đấy. Còn nhưng mà với điều kiện là khách hàng người ta yêu cầu cơ. Đấy, chứ còn đây bây giờ mà chúng ta xuất cho khách lẻ bình thường, mà hôm đấy có một em học viên của mình nói là cơ quan thuế lại bắt phải ghi mã số thuế, thì cô thấy là nó hơi vô lý. Và thực tế thì trong cơ sở pháp lý, ở trong cái thông tư 78 cô cũng không thấy nó quy định về mã số thuế, mà lúc này chỉ là tên và địa chỉ thôi nhá các em nhá. Thì sau này các em mà làm cho một số cái ngành nghề đặc thù ấy, thì nếu mà mình vì thực tế ví dụ như bây giờ bên cô thu tiền của các em là chắc chắn bên cô sẽ phải yêu cầu các em ít nhất là tên rồi số điện thoại, đúng không? Thế còn địa chỉ thì có thể trước đây là cô không bắt buộc, nhưng giờ cô lại bắt buộc các em phải cho cô địa chỉ nữa. Thế nhưng mà điện thoại, cái số điện thoại bây giờ nó chưa có đâu, nhưng mà cô nghĩ tiến tới là nó sẽ phải bắt đưa cả số điện thoại vào. Tại vì là cái đối tượng mà chúng ta xuất cho khách lẻ ấy, thì nhiều khi là nó có liên quan đến một số cái vấn đề mà sau này có thể người ta sẽ bắt mình đưa cả số điện thoại vào.
Đấy, thế còn mã số thuế thì thực tế cái mã số thuế cá nhân thì nó chỉ thể hiện khi nào, nó chỉ cần thiết khi là ví dụ như bây giờ chúng ta là cá nhân, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì phải là khi chúng ta được thu tiền cơ, đúng không? Còn đây là chúng ta đang chi tiền đấy chứ. Đấy, bây giờ các doanh nghiệp đang bán cho khách lẻ thì có nghĩa là cái khách lẻ đấy đang là người chi tiền. Mà bây giờ cái mã số thuế cá nhân thì mục đích là để người ta quản lý cái phần thu, doanh thu của từng cá nhân. Đấy, thế nên là theo cô nghĩ rằng là điền cái mã số thuế cá nhân vào là không cần thiết. Tuy nhiên là các em vẫn phải cập nhật các cái quy định. Thì bây giờ cái vấn đề mà xuất cho khách lẻ thì trước đây là chúng ta chỉ cần ghi là khách lẻ không giao hóa đơn, thì bây giờ các em không ghi như thế nhá, mà các em phải ghi tên và địa chỉ. Đấy, đấy là cái lưu ý về hóa đơn, nó có cái phần thay đổi. Thì nói chung là về một cái thông lệ xuất hóa đơn thì các em chú ý những cái từ được viết tắt này. Thế rồi thì khi bán cho khách công ty thì phải có tên, địa chỉ, mã số thuế. Còn khi bán cho khách lẻ thì các em lưu ý cái điều cô vừa nói. Thế còn xuống đây bên dưới cái chỗ mà tên hàng hóa dịch vụ ấy. Đấy, thì chúng ta phản ánh đúng theo vụ việc thôi. Ví dụ như các em mà bán cái mặt hàng gì mà cái đấy nó có mã số mặt hàng đấy nó có số, ví dụ như ô tô đi. Ô tô thì nó có cái số series của ô tô hay là số khung số máy đấy, thì chúng ta không thể nào ghi là gọi là xuất chung chung là ô tô được. Đấy, mà chúng ta phải chi tiết ra. Và lúc các em nhập hàng về các em cũng chi tiết chứ làm sao các em cứ ô tô nào cũng là ô tô được, đúng không? Đấy. Thì khi mà chúng ta nhập hàng, chúng ta đang chi tiết thế nào thì lúc bán hàng ra các em cũng phải chi tiết như thế đấy, để nó tránh cái tình trạng là bị âm kho nhá. Các em chỉ cần ghi thiếu một cái mã hàng thôi, lúc trước chúng ta ghi mã hàng đầy đủ mà đến lúc bán chúng ta chỉ cần ghi thiếu mã hàng thôi thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng âm kho, đúng không? Đấy, thế nên là các em lưu ý là nhập thế nào thì lúc xuất cố gắng là phải ghi đúng như thế đấy nhá. Thế và nếu mà chúng ta mà ví dụ như xây dựng thời điểm máy tình trạng là hết pin các bạn nhá. Ví dụ như xây dựng ấy, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm có biên bản nghiệm thu các em nhá. Đấy, thì các em chú ý là ở bên xây dựng nó hay có cái phần tạm ứng, mà khi tạm ứng là khách hàng hay bắt xuất hóa đơn lắm, thì chúng ta phải xuất hóa đơn thì họ mới 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 thanh toán chẳng hạn ấy. Đấy, thì lúc đấy chúng ta muốn có tiền, chúng ta muốn họ thanh toán thì chúng ta đành phải xuất theo ý họ. Thế nhưng mà cái ý này là bị xuất hóa đơn sai thời điểm. Thế nhưng mà mục đích của cái việc người ta thanh tra thuế là những cái gì mà thiếu thuế của nhà nước hay là chúng ta nộp không đúng thời điểm thì chúng ta bị phạt. Nhưng mà cái thời điểm xuất hóa đơn này thì các em hình dung là đang lợi cho nhà nước, đúng không? Bởi vì đáng lẽ chúng ta chưa phải xuất hóa đơn, chưa phải thực hiện nghĩa vụ thuế, mà giờ chúng ta lại xuất để chúng ta thực hiện nghĩa vụ thuế vào cái thời điểm tạm ứng, đúng không? Thì nó đang là một trong những cái lợi cho nhà nước đấy chứ, đúng không? Thế nên là cái này thì sau này các công ty xây dựng, vì khi mà vào quyết toán thì nó có nhiều cái lỗi hơn là cái lỗi này, và cái lỗi này thì thường là người ta sẽ không phạt đâu. Nếu mà cứ qua một năm tài chính rồi thì hầu như là người ta sẽ không phạt cái lỗi này các em nhé. Thì ở cái vấn đề là cái nội dung ấy, cái nội dung của chỗ tên hàng hóa dịch vụ ấy, thì nếu mà cái hàng hóa của các em mà nó có tên này, nó có ký hiệu, nó có số series hay là như thế nào, mã hàng, thì các em phải ghi chi tiết đầy đủ ra. Thế và bây giờ người ta không cho mình xuất theo bảng kê đâu các em nhá. Chú ý là nó chỉ có một số cái lĩnh vực đặc thù mà chúng ta được xuất theo kiểu, ví dụ như là các em đọc ở cái khoản 3 điều 9 của cái nghị định 123 ấy. Đấy, thì trong đấy là nó có những cái ý đấy, thì các em chỉ có rơi vào những cái trường hợp đấy thì mới được xuất. Ví dụ như là trường hợp mà công ty mình bán hàng hóa dịch vụ cung cấp mà trong
mà đặc thù cần phải có thời gian để đối chiếu. Đấy, thì ở đây trong cái ý đấy, ví dụ như là cái ý một của cái khoản 9 ấy, thì khoản 9 điều 4 của nghị định 123 ấy, thì nó có cái ý đấy. Thì cô thấy rằng là nói chung là nó chỉ có rơi vào một số cái ngành nghề đặc thù thôi. Ví dụ như chúng ta cung cấp dịch vụ hàng hóa nhá, dịch vụ, hay là ví dụ như hôm vừa rồi có một em hỏi cô là về vấn đề xăng dầu ấy. Công ty của em ý là về xây dựng có 5 cái đầu xe, mà em lại thấy là ví dụ như cứ những cái xe đấy là cứ một tuần là đi đổ xăng 2 lần, mà em lại thấy là hóa đơn ở bên xăng dầu người ta cứ xuất cho mình là nửa tháng hoặc là một tháng người ta mới xuất một lần. Như thế thì có đúng không ấy? Đấy, thì có đúng hay không thì các em sẽ phải bám vào cái quy định. Thì hiện nay là quy định đang được áp dụng theo nghị định 123 và thông tư 78. Thì các em vào đấy các em đọc xem nào, về cái lĩnh vực xăng dầu thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nào. Đấy, thì cái thời điểm xuất hóa đơn nếu mà là bán lẻ xăng dầu nhá, là người ta bắt mình xuất hóa đơn vào từng lần bán hàng. Đấy, có nghĩa là từng khách hàng đổ tiền đổ xăng dầu từng lần là chúng ta phải xuất từng lần cơ, chứ người ta đâu có cho mình là xuất theo nửa tháng với một tháng đâu. Thế còn trong cái ý một của cái khoản 9 ấy, thì người ta có nói là chậm nhất là 7 ngày. Thì cái ý này nó chỉ có áp dụng khi mà chúng ta bán hàng và cung cấp dịch vụ cho vận tải hàng không thôi các em nhá. Nó chỉ là cho vận tải hàng không thôi, chứ nó không phải là cho vận tải đơn thuần đâu. Đấy, thế nhưng mà trên thực tế các công ty vận tải lớn ấy, mà người ta ví dụ như bây giờ Grab bây giờ thì nó cổ phần hóa thì lái xe nó phải tự đổ rồi, nhưng mà ví dụ như ngày xưa ấy là các cái đơn vị đấy là người ta thường ký hợp đồng với cái các bên cung cấp xăng dầu, thế và người ta sẽ được phát phiếu xăng và ra đấy người ta đổ ấy. Thì vì bây giờ số lượng xe nó lớn như thế thì người ta không thể nào mà xuất cho từng lần được. Thế nên là thường là người ta sẽ phải có thời gian để đối chiếu. Đấy, và cái thời gian đối chiếu đấy thì các công ty vận tải người ta vẫn cứ làm theo kiểu nửa tháng với một tháng. Thế nhưng mà vì đặc thù ấy thì nay mai cái quan trọng là mình không làm đúng theo quy định thì mình phải có cái năng lực giải trình làm sao cho nó hợp lý các em nhé. Thế tuy nhiên là các em vẫn phải ưu tiên là mình làm đúng quy định trước. Còn nếu mà theo đúng quy định thì kể cả là xăng dầu không có cái chuyện là xuất theo nửa tháng với một tháng đâu các em nhé. Chỉ có cung cấp xăng dầu nhiên liệu vào vào vận tải hàng không ấy, người ta mới cho phép là sau 7 ngày, sau muộn nhất là 7 ngày. Khi mà mình cung cấp dịch vụ xong ấy thì sau muộn nhất là 7 ngày, chứ nó không có cái tình trạng là xuất theo tháng đâu. Đấy, thế nên là các em phải ưu tiên làm theo đúng quy định. Còn nếu mà không làm được theo đúng quy định thì các em phải có cái phương án giải trình làm sao cho nó hợp tình hợp lý, và người ta thấy được là nó hợp lý thì có thể người ta cũng không, có thể thôi nhé, có thể người ta cũng sẽ không không bắt phạt. Đấy, thế nên là cái về cái vấn đề thời điểm xuất hóa đơn thì các em phải chú ý, phải nắm được cái thời điểm xuất hóa đơn đối với từng lĩnh vực ngành nghề. Đấy, và ở dưới cái phần mà tên hàng hóa dịch vụ ấy, nếu mà chúng ta xuất theo biên bản nghiệm kê hay là chúng ta xuất theo bảng kê thì các em cũng có thể ghi ở đấy là xuất theo bảng kê, nhưng với trường hợp là cái lĩnh vực đấy chúng ta đang được xuất theo bảng kê thì chúng ta mới ghi ở đấy là xuất theo bảng kê. Thì như vậy là trong bảng kê chúng ta mới cần phải liệt kê rõ chi tiết hàng hóa, đúng không? Còn nếu mà trường hợp các em không được xuất theo bảng kê thì các em phải liệt kê hết ra. Và trên cái hóa đơn điện tử ấy, thì nó không có giới hạn. Như ngày xưa hóa đơn giấy thì nó có giới hạn là bao nhiêu dòng, đúng không? Nhưng mà bây giờ trên hóa đơn điện tử thì nó đâu có giới hạn dòng đâu. Các em cứ xuất rồi nó quá thì nó tự ngắt sang cái trang 2 thôi, đúng không? Như vậy là nó bắt chúng ta phải liệt kê hết ra đấy, chứ các em không được phép là như ngày xưa hóa đơn giấy là các em cứ cái gì mà cứ nhiều nhiều mặt hàng là các em lập bảng kê, sau đó là xuất theo bảng kê. Nhưng bây giờ là người ta không cho mình xuất theo bảng kê, những cái ngành nghề mà không được xuất theo bảng kê bọn em phải trình bày hết
tên hàng hóa dịch vụ của nó ra nhá. Thì đấy là cái chỗ tên hàng hóa dịch vụ. Thế còn cái chỗ mà đơn vị tính số lượng, đơn giá thành tiền, là những cái chỗ đấy là các em cũng phải trình bày hết ra, không được để trống một cái dòng nào. Bởi vì như cô đi soát xét là cô vẫn thấy có những cái đơn vị là cứ để trống, cái chỗ đơn vị tính là để trống, hay là số lượng cũng không có, lại ghi mỗi thành tiền. Nếu là hàng hóa thì không được đâu các em ạ. Chỉ khi nào mà các em được xuất theo biên bản nghiệm thu hay là các em xuất theo bảng kê thôi. Đấy, còn bây giờ mà chúng ta không được xuất theo bảng kê thì cái chỗ đơn vị tính, số lượng đơn giá thành tiền là các em phải trình bày hết ra. Chỉ trừ khi mà các em xuất để biếu tặng khuyến mại theo chương trình biếu tặng khuyến mại mà các em thực hiện theo cái luật thương mại, là chúng ta có đăng ký với Sở Công Thương như cô dạy ở cái phần thương mại ấy, thì những cái trường hợp mà chúng ta ví dụ như là đã đăng ký với Sở Công Thương rồi thì các cái phần khuyến mại biếu tặng đấy thì chỗ đơn giá thành tiền các em để trống đúng không? Thì có nghĩa là cái chỗ mà đơn giá chỗ mà đơn giá thành tiền các em để trống trong những trường hợp nào là các em phải biết. Còn những trường hợp nào phải trình bày ra là phải biết nhá. Để tránh cái trường hợp là chúng ta không điền đơn giá thành tiền thì cuối cùng là cái chỗ mà cộng tiền hàng xuống nó bị thiếu, và chúng ta đang tính thuế trên cái chỗ cộng tiền hàng ấy, mà những cái mà chúng ta ví dụ như bây giờ khuyến mại, chương trình khuyến mại biếu tặng phải đăng ký với Sở Công Thương mà chúng ta không đăng ký, mà các em không điền thì nay mai chúng ta thành ra là nộp thiếu thuế đúng không? Bởi vì cái đấy mà chúng ta không đăng ký với Sở Công Thương thì người ta bắt chúng ta phải nộp thuế như xuất bán bình thường mà. Thế nên là các em chú ý cho cô cái chỗ đơn giá thành tiền, khi nào thì điền, khi nào thì không. Hoặc là các em nhận một cái hóa đơn đầu vào, các em nhận một cái hóa đơn đầu vào mà những cái trường hợp mà các công ty người ta khuyến mại biếu tặng người ta phải đăng ký mà người ta không đăng ký, người ta vẫn trình bày ra đấy là đơn giá thành tiền, thì lúc này chúng ta được nhận cái hóa đơn đầu vào đấy thì cái tiền VAT đấy có được khấu trừ không các em? Như cô vừa giảng lúc trước về điều kiện được khấu trừ đấy. Thì cái trường hợp này các em nhận được cái hóa đơn đầu vào đấy, nếu các em không có kiến thức chuyên sâu, chắc chắn là các em vẫn hạch toán vào 133 và các em vẫn đưa cái tiền VAT đấy vào chỉ tiêu 25 đúng không? Đấy, thì đấy là cái nguyên nhân mà nay mai công ty mình sẽ bị truy thu phạt thuế là vì như vậy đấy. Là vì các em không có cái kiến thức, không am hiểu về quy định về hóa đơn, hay là không có kiến thức về luật thuế, thì cứ biết là hóa đơn đấy là hóa đơn giá trị gia tăng, có thuế là các em điền vào 133, có thuế là các em đưa vào tờ khai thuế vào chỉ tiêu 25. Thế nên là nay mai nó sẽ bị truy thu thuế là từ đấy. Thì các em lưu ý cho cô cái phần đấy nhá. Đấy, thì tóm lại là về cái thông lệ viết hóa đơn ấy. Đấy, trên hoặc là thông lệ một cái hóa đơn như thế nào là hợp lệ ạ? Đấy là các em phải có kiến thức, phải rất là am hiểu. Đấy, bởi vì nói chung là hóa đơn thì nó là một trong những cái vấn đề mà rất là trọng tâm. Các em mà cứ lơ là, các em mà cứ lơ mơ là sẽ dẫn đến bị truy thu phạt thuế. Vì VAT nó cũng nằm trên hóa đơn, chi phí nó cũng nằm trên hóa đơn đúng không? Đấy, mà các em lại không am hiểu thì nay mai VAT mình không am hiểu thì mình sẽ bị truy thu. Còn chi phí mình không am hiểu thì sẽ bị truy thu về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế nên là các em phải nắm chắc cái phần này nhá. Đấy, về hóa đơn hợp lệ, hợp lý, hợp lệ. Thế còn hợp pháp? Hợp pháp là thế nào? Hợp pháp là những cái hóa đơn đầu vào đấy là mình phải mua của các cái đơn vị người ta đang hoạt động. Thế và cái hóa đơn đấy phải được làm thủ tục phát hành rồi. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta mua của các cái đơn vị rủi ro cao về thuế, ví dụ như bây giờ có những đơn vị nợ đọng tiền thuế hay là bị cơ quan thuế người ta đóng mã rồi. Đấy, hoặc là hóa đơn đấy chưa phát hành mà đã xuất. Đấy, thì các em
phải tra cứu khi mà chúng ta nhận một cái hóa đơn đầu vào ấy, là các em phải tra cứu thông tin doanh nghiệp, các em phải tra cứu thông tin hóa đơn để nó tránh những cái rủi ro đấy. Đấy, như các em thấy là thời gian gần đây, là hiện nay đây này, là cơ quan thuế họ đang thanh tra toàn bộ các cái hóa đơn mà các cái đơn vị đậu mua của những đơn vị bỏ trốn, những cái gọi là rủi ro cao về thuế á, là đợt này chiến dịch của thuế họ đang làm về cái đấy. Thế nên là rất nhiều các doanh nghiệp bị truy thu phạt thuế từ cái vấn đề này, kể cả số tiền rất nhỏ các em nhá, nhưng mà cái mức phạt nó rất là nặng. Thế nên là các em lưu ý cho cô cái phần hợp lệ đấy, khi mà mình mua ví dụ như cái hóa đơn đấy, cái hợp đồng đấy, thương vụ đấy nó lớn, thì các em phải lên tra cứu, lên trên trang thuế điện tử này này, các em tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin hóa đơn đấy. Thì cái phần mà tra cứu đấy các em đã biết vào đâu để tra cứu chưa? Các em vào cái trang cái các em vào cái trang trang thuế điện tử .gzt.gov này. Các em nhìn ở bên phải đây này, nó có những à, không phải trang thuế điện tử, các em chỉ cần vào cái trang gzt.gov thôi. .vn đây này, các em vào đây xong các em có nhìn thấy cái chỗ là tra cứu thông tin người nộp thuế đây không? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy. Thì các em tra cứu nhá. Nếu như mà công ty này nó đang hoạt động, các em chụp lại cái màn hình này này. Các em kẹp cùng với cái hợp đồng với cái hóa đơn đấy cho cô. Những cái thương vụ lớn là các em phải làm như vậy. Không có nay mai nó rất là rủi ro. Với cả các em tra cứu thông tin hóa đơn đây này. Nhá. Đấy, thì nói chung là xét về tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn thì là các em phải nắm được bấy nhiêu ý nhá. Thế còn nếu mà chúng ta mua của các cái đơn vị rủi ro cao về thuế mà bây giờ bị họ thanh tra đến ấy, thì nó có hai tình huống. Một là chúng ta mua bán hàng hóa thật, hai là chúng ta không mua bán hàng hóa thật. Và tại thời điểm chúng ta mua bán hàng hóa thật đấy thì các em xem đơn vị đấy nó có đang hoạt động không. Nếu mà nó vẫn đang hoạt động mà bây giờ cơ quan thuế họ lại vẫn cứ bắt chúng ta phải loại bỏ cái tờ khai đấy thì chúng ta phải bảo vệ. Nếu mà chúng ta có hợp đồng mua bán nhá, chúng ta có hóa đơn nhá, chúng ta có chứng từ thanh toán nhá, đúng không nào, thì chúng ta phải bảo vệ đấy. Còn chỉ trừ khi mà lúc chúng ta mua bán chúng ta lại không cẩn trọng, chúng ta lại không tra cứu, người ta thuộc về đơn vị có cái thông báo của thuế rồi là rủi được các cái nó nằm trong danh sách các cái đơn vị rủi ro cao về thuế mà chúng ta lại vẫn cứ mua bán, thì giờ này tốt nhất là ngoan ngoãn là loại đi đấy, là điều chỉnh lại cái tờ khai thuế, xuất bỏ cái hóa đơn đấy ra khỏi tờ khai đi, coi như là chúng ta bỏ cái chi phí đấy. Nếu mà nó phát sinh nghĩa vụ thuế thì các em khắc phục bằng cách là chúng ta đi nộp tiền thuế và nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuế của cái kỳ đấy nhá. Nếu như trường hợp mà các em mua của các đơn vị rủi ro cao về thuế, kể cả là mua thật, nhưng mà cái thời điểm các em mua bán đấy là người ta cũng đã thuộc về cái danh sách đấy rồi, hoặc là chúng ta không mua thực mà chúng ta đi mua bán hóa đơn thì lại càng phải loại ngay và luôn, không thể nào mà trì hoãn được. Trì hoãn mà chúng ta không làm ấy, cơ công công an nó vào cuộc là công ty mình sẽ bị
ghép vào cái tội danh là gì? Tiếp tay, đúng không? Đấy, thế nên là không, chúng ta không bảo vệ được thì tốt nhất là loại. Cái phương án ở đây là chúng ta sẽ điều chỉnh tờ khai nhé, xuất bỏ cái hóa đơn đấy khỏi tờ khai đi, và nó phát sinh nghĩa vụ thuế thì khắc phục bằng cách đi nộp và nộp phạt. Còn trên phương diện sổ sách, nếu nó là một khoản chi phí kế toán thì các em hạch toán, nhưng mà các em cũng phải bóc khi xác định nghĩa vụ thuế. Đấy là về tính hợp pháp nhé, tính hợp pháp của hóa đơn. Như vậy là hợp hóa đơn thế nào là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, các em đã nắm được chưa? Có bao nhiêu loại hóa đơn tài chính nắm được chưa? Nếu bây giờ mà đi làm mà gặp phải các cái hóa đơn không phải là hóa đơn tài chính thì có vào sổ, có kê khai không? Đừng nói đến cái vấn đề không liên quan mà ở đây